Cho nước sơn có còn không anh Lành? Cái bạn nó nghe chồng, các bạn nó nghe. Họ qua quán làm rồi. Ai? Bên kia ông có qua không? Làm ơn. Mày ông qua bên quán của ông làm rồi bên kia. Đi gì đem cái bạn kia nó bển đi rồi làm luôn đi rồi dọn ra. Tôi lấy gì cảm gì. Đó, ông đem bển đi, ông làm xong mới được. Khách nào làm không? Tôi phải đóng kia đóng chồng. Đem bển đi rồi cái làm gì? Ông đang vẫn cũng đang đâu các bạn á, cậu đem qua đây kép. Thôi, đem cái bạn vẫn. Đang cắt bển gạo. Đem đi cái đó làm thằng nó làm rồi đi, còn cái này để nữa công ty làm riêng.